nay đi săn vịt nha anh em. Rồi, rồi, giờ đây con mắng hồi lạc đàn luôn nè. Đâu rồi? Ở nhà chờ đi. Nó nằm ở đâu kia? Sao con không thấy? Nó ngồi trên cái đó chưa để cho bơi tới con thấy à. Rồi con thấy rồi. Cái sáng cho nó con bắn ngàn cổ nữa. Ở đây bắn nó không bay á, chứ còn lại gần là nó bay á. Đi lại gần chút xíu đi, con ngồi trên kênh ghe con bắn dở lắm. Giữ dần đi. Cái chuồng đường đi khó bắn. Nó bị lạc rồi. Rồi, là mày. Rồi vậy là nó giải. Bà thủy bắt luôn mình. Không có đâu. Bắn ngàn cổ nó sẵn á. Nó phóng nó chạy nó dậy tử chứ không phải là nó chạy đâu. Sướng phong. Con này nó hay bay anh tía. Còn hình như nó cố gắng nó chạy hay gì đó. Không hả? Này săn vịt với bà vợ. Có vợ không tía? Con này già hay gì rồi tía ơi? Rồi, ký mấy luôn. Có máu được. Được, bình thường cái này sao? Con này con bắn nó dạng ngang cổ nó bị tê liệt thôi à. Bị tê liệt thôi à. Chạy không được. Cái xuồng mình mốt đi săn được á. Con thấy trên mạng nó có bán cái máy bằng chạy bằng pin đó, bằng bình đó. Để nào con coi thử rồi mua rồi. Tấm này nổi không? Nổi, đẩy vô led 5 mét mấy nổi mà. Lấy bình của con trong nhà đó. Khỏi mua máy xăng. Này như vô nước hay gì rồi? Rồi tí vô trước đi con lên sao? Con cầm lên cho 2 kg á. Nó già rồi đó. Trời ơi, khi dễ chồng tôi dữ trời. Siêu đỉnh luôn mà nói gì vậy? Bắn theo yêu cầu của mẹ là không. Để mày tí cầm cái cỏ đi. Rồi theo cầu mẹ bắn không cho ngủm mà gọi vô lời. Được, con đi được, không sao đâu.